20 khuỷu tay thon nhỏ, 21 tay dài qua đầu gối, 22 ngón tay nhỏ dài, 23 tay chân có lưới màng, 24 tay chân mềm mại, 25 tướng mã âm tàng, 26 ngực như nai chúa, 27 mắt cá chân mập đầy, 28 dưới bàn chân bằng như đáy hộp, 29 dưới bàn chân có bánh xe ngàn căm, 30 mù bàn chân cao dày, 31 bảy nơi bằng và đầy, 32 khuyết cốt sùng mãn. 80 vẻ đẹp tức là: 1. Không thấy được tướng đảnh. 2. Tóc dài tốt. 3. Tóc không rối loạn. 4. Tóc quắn về phía phải tốt. 5. Màu tóc như thanh châu. 6. Mi như trăng non. 7. Mắt rộng dài. 8. Mũi cao chẳng hiện lỗ. 9. Môi đỏ như quả tần bà. 10. Bốn răng to trắng bén nhọn. 11. Lưỡi màu đỏ. 12. Lưỡi quá mũi. 13. Miệng tỏa hương thơm. 14. Lời nói sâu xa. 15. Phát âm ứng với các âm thanh. 16. Thứ lớp dùng nhân duyên nói pháp. 17. Tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà nói pháp. 18. Tùy theo ý hòa duyệt của chúng sinh mà nói. 19. Tùy theo âm thanh của chúng sinh không tăng không giảm. 20. Tất cả âm thanh phân biệt đầy đủ. 21. Nói pháp chẳng trước. 22. Lỗ tai dài. 23. Mặt sáng. Mặt sáng như trăng rằm. 24. Mặt rộng tốt đẹp. 25. Mặt chẳng dài lớn. 26. Mặt đủ, đầy đủ. 27. Nghi dung đầy đủ. 28. Nghi dung như sư tử. 29. Dung mạo chẳng nhăn nhó. 30. Dùng nghỉ mãn túc. 31. Đầu như quả ma đà na. 32. Lông vòng qua bên phải. 33. Lông mềm sạch. 34. Lông màu đỏ. 35. Lỗ chân lông tỏa ra hương thơm. 36. Thân cứng chắc như nà la diên. 37. Thân thành tịnh. 38. Thân nhãn trơn. 39. Thân mềm mại. 40. Thân đầy đủ. 41. Thân chẳng cong. 42. Thân chỉ nặng. 43. Thân chẳng khuỳnh động. 44. Thân tự trì, chẳng đi liêng xiêng. 45. Thân nhất thời hồi lại như vòi chúa. 46. Thân có ánh sáng màu vàng. 47. Thân dài. 48. Rốn sâu mà tròn. 49. Rốn chẳng lồi ra. 50. Bụng chẳng hiện ra. 51. Bụng nhỏ. 52. Ngón tay tròn nhỏ. 53. Vân tay ẩn che. 54. Vân tay rõ thẳng. 55. Vân tay dài. 56. Vân tay không dứt. 57. Móng tay như màu đồng đỏ, mỏng mà bóng mượt. 58. Xương cốt giao nhau như vòng móc. 59. Xương đầu gối cứng tròn đẹp. 60. Tân trai